ghế massage Makano. Món quà từ tâm, nâng tầm sức khỏe. Kính thưa quý vị, mời quý vị đón xem bản tin 30 giây nóng hôm nay, thứ năm ngày 18 tháng 8. Bản tin sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Tìm thấy bé gái 13 tuổi sau nhiều ngày bị bạn trai quen qua mạng rủ rê đi chơi. Mâu thuẫn trong quán nhậu, một thanh niên bị đâm chết. Cứu du khách bị đuối nước, một người dân Phú Quốc chết vì kiệt sức. Hai vận động viên chạm trán 5 con cá voi, một người bị hất xuống biển. Nam du khách bị bắt vì câu cá trái phép rồi quay clip đăng lên TikTok. Sau đây là những thông tin nóng nhất được chúng tôi cập nhật đến 20 giờ ngày 18 tháng 8. Ngày 18 tháng 8, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh đã hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đề nghị truy tố bà Nguyễn Phương Hằng, tổng giám đốc công ty cổ phần Đại Nam vì tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân. Theo kết luận điều tra, khoảng tháng 3 năm 2021, thông qua các tài khoản mạng xã hội YouTube và TikTok, bà Nguyễn Phương Hằng đã tổ chức nhiều buổi livestream phát ngôn trực tiếp qua mạng Internet để nói về nhiều chủ đề, nhiều nội dung khác nhau, được nhiều người theo dõi, chia sẻ, bình luận. Tại các buổi phát trực tiếp, bà Hằng đã phát ngôn những nội dung về chuyện bí mật đời tư cá nhân và những nội dung gây ảnh hưởng uy tín, danh dự của ông L, bà O và bà N. Bà Nguyễn Phương Hằng khai nhận, các thông tin bà đã phát ngôn về ba cá nhân trên trong các buổi phát livestream trực tiếp là do bà đọc trên mạng Internet, đọc báo và nằm mơ chứ chưa được kiểm chứng và không có căn cứ chứng minh. Đối với những cá nhân có liên quan, tham gia giúp sức cho hoạt động của bà Nguyễn Phương Hằng, cơ quan điều tra đã trưng cầu giám định các nội dung liên quan nhưng chưa có kết quả. Khi có kết quả sẽ tiếp tục xử lý theo pháp luật. Trong vụ án này, cơ quan điều tra nhận định bà Nguyễn Phương Hằng được nhiều người biết đến, lợi dụng sức ảnh hưởng của cá nhân. Bà Nguyễn Phương Hằng đã liên tục tổ chức các buổi livestream phát ngôn để nói về nhiều chủ đề, nhiều nội dung chưa được kiểm chứng và phát ngôn về chuyện bí mật đời tư, cuộc sống riêng của nhiều cá nhân, làm ảnh hưởng đến uy tín, danh dự, nhân phẩm của người khác, gây ảnh hưởng xấu trong dư luận. Sáng 18 tháng 8, trên sông Đáy, đoạn từ khu vực cầu Cù Sơn đến cầu Tân Phú, Vân Côn, Hoài Đức, Hà Nội, gia đình và lực lượng cứu hộ đội 116 tiếp tục tìm kiếm N, 23 tuổi, mất tích hơn một tháng qua. Trao đổi với Tuổi Trẻ Online trưa 18 tháng 8, ông Nhâm Quang Văn, đội trưởng đội 116 cho biết, hôm nay là ngày thứ hai đội tổ chức tìm kiếm trên sông Đáy. Hiện đơn vị đang sử dụng 2 cano và 20 người luân phiên tìm kiếm dọc sông Đáy. Trong lần tìm kiếm này, lần đầu tiên đơn vị sử dụng camera quay dưới nước có gắn đèn LED. Chiếc camera sẽ quay liên tục 360 độ, giúp đội cứu hộ có thể quan sát rõ vật thể dưới đáy sông. Trong quá trình tìm kiếm, đội 116 tìm thấy rất nhiều quần áo, các bao tải. Mỗi lần như vậy, các thành viên phải kiểm tra kỹ lưỡng xem có mảnh xương hoặc hiện vật nào nghi vấn để đưa ra nhận định về tung tích của cô gái. Việc tìm kiếm của đội 116 là hoàn toàn miễn phí. Con đường dẫn ra khu vực cầu Cù Sơn kín người qua lại. Hàng chục người dân đứng theo dõi đội cứu hộ tìm kiếm cô gái trẻ. Ghi nhận đến 13:30 chiều 18 tháng 8, việc tìm kiếm chưa có kết quả. Trưa ngày 18 tháng 8, Công an huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam cho biết đơn vị vừa phối hợp với công an các địa phương liên quan tìm thấy được bé gái 13 tuổi sau nhiều ngày mất tích gây xôn xao dư luận. Trước đó, ngày 12 tháng 8, Công an huyện Bình Lục nhận được đơn trình báo của một người dân ở xã Hưng Công về việc khoảng 16 giờ ngày 11 tháng 8, con gái 13 tuổi của gia đình bỏ nhà đi không về, nghi vấn bị dụ dỗ hoặc bắt cóc. Sự việc đã gây tâm lý hoang mang, lo lắng cho người dân địa phương. Sau nhiều ngày nỗ lực tìm kiếm bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến 22 giờ ngày 16 tháng 8, công an xác định cháu gái đang ở tại một nhà nghỉ thuộc xã Phương Liễu, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh. Ngay sau đó, công an huyện Bình Lục phối hợp với công an huyện Quế Võ và công an huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên tiến hành kiểm tra nhà nghỉ trên. Tại đây, công an phát hiện cháu gái đang ở chung với Tăng Văn Nguyên, 26 tuổi, trú huyện Quang Bình, tỉnh Hà Giang. Tại cơ quan công an, Nguyên khai nhận, thông qua mạng xã hội đã quen biết và nảy sinh tình cảm yêu đương với cháu gái. Những ngày qua, Nguyên đã dụ dỗ cháu gái đến nhiều nhà nghỉ và đã nhiều lần quan hệ tình dục với cháu. Được biết, nạn nhân đã bỏ học, hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã có kết luận điều tra đề nghị truy tố Tống Thị Tùng Linh, cựu sinh viên của một trường đại học tại thành phố Hồ Chí Minh về tội giết người, hủy hoại tài sản và mua bán trái phép chất độc.
Đây là vụ án từng gây rung động dư luận bởi bị can này dùng chất cyanua để đầu độc chết cha mình rồi phóng hỏa đốt nhà nhằm che giấu hành vi phạm tội. Theo kết luận điều tra, do mâu thuẫn trong quá trình sinh hoạt hàng ngày với cha đẻ mình là ông Tống Hồng Điệp, sinh năm 1968, tháng 9 năm 2021, Linh pha thuốc ngủ vào chai nước để trong tủ lạnh và ông Điệp đã uống nhưng không bị gì. Sau đó, Linh lên mạng tìm hiểu về chất độc cyanua để đầu độc cha. Sau khi gây án, Linh đã đốt nhà để tạo hiện trường giả. Khi công an vào cuộc điều tra, Linh đã thừa nhận sự việc như trên. Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đề nghị truy tố Tống Thị Tùng Linh về các tội giết người, mua bán trái phép chất độc và hủy hoại tài sản. Ngày 18 tháng 8, Công an tỉnh Bình Phước phối hợp với Công an thành phố Đồng Xoài khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ án mạng nghiêm trọng khiến cho một thanh niên bị đâm tử vong vào rạng sáng cùng ngày. Nạn nhân là anh C, 26 tuổi, ngụ phường Tân Xuân, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước. Trước đó, khoảng 0 giờ sáng cùng ngày, C cùng nhóm thanh niên vào quán nhậu ở phường Tân Bình, thành phố Đồng Xoài để giao lưu. Đến khoảng 1 giờ sáng cùng ngày, cả nhóm xảy ra mâu thuẫn dẫn đến đánh nhau. Trong lúc hỗn chiến, C bị các đối tượng dùng dao đâm liên tiếp nhiều nhát vào người, khiến nạn nhân gục ngã tại chỗ và tử vong sau đó. Sau khi gây án, các đối tượng bỏ trốn khỏi hiện trường. Ngày 18 tháng 8, Công an thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương đang điều tra, truy xét đối tượng bẻ khóa nhà dân, lấy trộm liên tiếp 2 xe máy. Theo đó, sáng cùng ngày, bà Lê Kim Phương, 44 tuổi, ngụ phường Tân Bình, thành phố Dĩ An, thức dậy thì phát hiện hai chiếc xe tay ga đã mất, cổng nhà có dấu hiệu bị phá khóa. Kiểm tra camera, bà Phương phát hiện lúc 4 giờ 25 phút, một thanh niên đã dùng kìm cắt khóa cổng rồi vào bên trong dắt đi chiếc xe máy. Khoảng 1 tiếng sau, người này quay lại dắt thêm một chiếc xe khác. Trưa ngày 18 tháng 8, Tòa án Nhân dân thành phố Đà Nẵng đã tuyên án bị cáo Dương Thị Ngọc Anh, 43 tuổi, cựu nhân viên chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai Sơn Trà, 5 năm 6 tháng tù về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Với bị cáo Đào Thị Như Lệ, ngoài phạm tội với vai trò đồng phạm với Anh, còn phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức nên tòa tuyên tổng hình phạt tù là chung thân. Ngoài ra, Lệ phải hoàn trả số tiền đã lừa đảo chiếm đoạt của các bị hại. Theo cáo trạng, khoảng tháng 4 năm 2020, lợi dụng nhiệm vụ quyền hạn được giao, bà Anh đã nhiều lần lấy tổng cộng 19 sổ đỏ của người dân nộp nhằm giải quyết thủ tục hành chính để Lệ đưa cho các chủ nợ nhằm giãn nợ. Qua đó, Lệ đã lừa đảo chiếm đoạt của 5 người bị hại, tổng số tiền 41,4 tỷ đồng. Quá trình vay mượn tiền, Lệ còn lấy mẫu văn bản của ngân hàng để nhờ người chỉnh sửa, làm giả văn bản thỏa thuận ba bên về chuyển nhượng tài sản để đưa cho bị hại. Được biết, Lệ từng là đại gia bất động sản tại Đà Nẵng nhưng đã bị vỡ nợ trên 1.000 tỷ đồng. Chiều 17 tháng 8, một nhóm 5 du khách, trong đó 3 người lớn và 2 trẻ em đang tắm biển tại bãi trường ở đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang thì bị sóng cuốn ra xa. Những người trên bờ, trong đó có ông Nguyễn Văn Thái, 56 tuổi, ngụ ấp Đường Bào, xã Dương Tơ, đã không ngần ngại lao xuống cứu. Tuy nhiên, do sóng quá lớn, ông Thái không thể đưa các nạn nhân vào bờ. Lúc này, anh Đỗ Duy Dũng, 34 tuổi, cũng là một người dân địa phương, lấy thuyền thúng bơi ra ứng cứu. Tiếp cận hỗ trợ ông Thái, đưa các nạn nhân lên thuyền thúng chở vào bờ. Mặc dù được mọi người sơ cứu và đưa đến trung tâm y tế thành phố Phú Quốc, nhưng do kiệt sức, ông Thái đã không qua khỏi. Chuyển sang phần tin thế giới, một du khách người Hà Lan đã bị bắt vì câu cá trái phép trong vùng biển vườn quốc gia ở Thái Lan. Người này bị bắt hôm 15 tháng 8 sau khi clip về vụ việc được chính chủ quay lại rồi đăng trên TikTok. Người vi phạm là Roslyn Bendenia, 22 tuổi, được cho là đã bắt hai con cá vẹt và đâm một con cá trình trong vùng biển vườn quốc gia ở tỉnh Krabi, Thái Lan. Bendenia khai, ngày 9 tháng 8, anh thuê một khẩu súng ngắn từ dân địa phương, sau đó thuê thuyền đi sang đảo Kofifile để câu cá. Bendenia thừa nhận hành vi và giải thích anh không biết đánh bắt cá vẹt là trái phép. Sau đó, anh đăng tải video xin lỗi trên mạng xã hội. Theo luật Vương quốc gia Thái Lan, cá vẹt và cá trình là loài không được phép đánh bắt trong khu vực. Cá nhân vi phạm phải đối mặt với mức phạt từ 100.000 bạc đến 5 năm tù giam. Với trường hợp của Bendenia, anh có thể bị trục xuất và đưa vào danh sách đen. Còn đây là hình ảnh hai vận động viên chèo ván được xem là may mắn khi có dịp chạm trán rất gần với 5 con cá voi ngoài khơi bờ biển Argentina.
Được biết, vào ngày 16 tháng 8, hai vận động viên chèo ván đã đăng tải một video thú vị lên mạng xã hội về việc bị cá voi hất văng khỏi ván ngoài khơi bờ biển Mont Hermoso. Hình ảnh cho thấy một vận động viên đang vuốt ve một con cá voi, trong khi người còn lại bị con cá voi khác trong đàn hất văng xuống biển. Chia sẻ với truyền thông, hai vận động viên cho biết cảm thấy vui sướng và hạnh phúc khi lần đầu tiên được chạm trán cùng lúc 5 con cá voi khổng lồ trên biển. Còn tại Nam Phi, một con mực khổng lồ vừa được phát hiện đã chết trên một bãi biển vào ngày 16 tháng 8. Theo đó, người đàn ông tên Tim D đã phát hiện con mực trên bãi biển Scarborough gần mũi Hảo Vọng. Đoạn video cho thấy một nhà sinh vật học đang kiểm tra xác con vật trước khi đưa nó đến bảo tàng ở Cape Town để lấy mẫu cho bộ sưu tập động vật biển không xương sống. Những con mực khổng lồ rất hiếm khi được bắt gặp vì môi trường sống của chúng thường ở độ sâu 300 đến 1.000 mét dưới bề mặt đại dương. Theo hãng tin AFP, do ảnh hưởng của hạn hán, những cánh đồng rộng lớn nằm giữa biên giới Iraq với Iran và vùng đầm lầy Chibajis nổi tiếng với du khách hiện đang khô cằn, nứt nẻ và cây cối úa vàng. Năm 2016, Tổ chức Giáo dục Khoa học và Văn hóa của Liên Hiệp Quốc UNESCO đã công nhận các vùng đầm lầy miền nam Iraq là di sản thế giới, cả về sự đa dạng sinh học và lịch sử cổ đại của chúng. Giờ đây, các dòng suối uốn quanh vùng đầm lầy từng xanh tốt một thời trở nên khô cạn. Khu vực hồ Anna đã biến thành một vũng nước bùn đục ngầu trên một vùng đất khô nứt rộng lớn. Khoảng 41% diện tích khác của khu vực đầm lầy này đang bị giảm mực nước và độ ẩm. Văn phòng Tổ chức Nông nghiệp và Lương thực Liên Hiệp Quốc FAO tại Iraq cho biết, các đầm lầy là một trong những vùng nghèo nhất tại Iraq bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi biến đổi khí hậu. Đồng thời, văn phòng cảnh báo mực nước thấp chưa từng có sẽ ảnh hưởng tới hơn 6.000 hộ gia đình. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, chiều tối và đêm nay 18 tháng 8, Bắc Bộ và Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi. Khu vực từ Nam Trung Bộ vào đến Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông với lượng mưa có nơi trên 50mm. Từ ngày mai 19 tháng 8, thì khu vực Bắc Bộ ban ngày trời nắng, có nơi nắng nóng. Chiều tối và đêm do hội tụ gió hình thành kết hợp với rãnh áp thấp sẽ gây mưa trở lại. Còn ở Nam Bộ, thời tiết phổ biến vẫn là ngày nắng gián đoạn, chiều tối có mưa. Từ ngày 19 tháng 8 trở đi thì mưa có thể gia tăng trên toàn khu vực. Một cảnh báo đáng chú ý khác đó là chỉ số tia cực tím UV cực đại hầu hết ở các khu vực trên cả nước trong 3 ngày tới đều ở mức nguy cơ gây hại rất cao. Riêng các tỉnh thành khu vực Nam Bộ thì ở mức nguy cơ gây hại cao đến rất cao. Bản tin 30 giây nóng đến đây xin được tạm dừng. Để liên tục cập nhật những thông tin nóng nhất trên nhiều lĩnh vực, quý vị đừng quên ấn chuông theo dõi bản tin 30 giây nóng sẽ được phát vào lúc 20 giờ hàng ngày trên trang tuổi trẻ.vn, tv.tuổi trẻ.vn, kênh YouTube và fanpage của báo Tuổi Trẻ. Vì một lý do nào đó chưa thể xem được bản tin đúng giờ, bạn đọc có thể xem lại trên tất cả nền tảng của báo Tuổi Trẻ hoặc tra từ khóa 30 giây nóng trên các công cụ tìm kiếm. Rất mong nhận được sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Ghế massage Makano, món quà từ tâm nâng tầm sức khỏe.